Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Sóc Cò TV muốn chia sẻ cho các bạn những cây lan vũ nữ rất là tuyệt vời. Tất cả những em này hội tụ những yếu tố đầy đủ như là dễ trồng này, siêng bông, hoa thơm, ra bông quanh năm suốt tháng, mắn đẻ. Đó chính là những yếu tố mà Sóc Cò rất là thích trồng những cây lan vũ nữ. Trong lô này về thì có tất cả là 5 cây 5 màu khác nhau. Rất là đẹp, hương thơm. Vũ nữ là một dòng cực kỳ là dễ trồng. Hôm nay về có 5 màu, sau có sẽ điểm danh màu sắc để cho mọi người tiện theo dõi nhé. Màu đầu tiên đó chính là cây vũ nữ kẹo ngọt có màu đỏ chấm bi. Dòng này dòng hoa thơm. Cây thứ hai đó chính là cây vũ nữ cam lửa hay thường gọi là mèo cam. Mặt bông của em này giống như là đốm lửa đang cháy, rất là đẹp, rất đẹp. Thế là mặt bông là Sóc Cò minh họa, những con đâu Sóc Cò sẽ gửi cho mọi người là những cây là cây có ngồng nhé, có những cây có ngồng trong bẹ lá này mọi người này. Đó, hiện tại Sóc Cò đang chia sẻ là đều đồng giá là 130.000 một chậu. Mọi người mà mua 3 cây sẽ được miễn tiền ship. Mọi người mua 1 cây hoặc là 2 cây, phí ship là 40.000. Cố gắng giúp Sóc Cò là combo 3 cây đi để được 3 màu khác nhau. Sóc Cò sẽ miễn tiền ship cho mọi người nhé. Cam lửa, em này là cánh sáp rất là đẹp, nâu tàn. Màu thứ ba đó chính là cây vũ nữ ngọc nữ. Ngọc nữ thì có một mặt bông đó chính là màu hồng, váy màu trắng, lưỡi màu vàng. Dòng là dòng hoa thơm. Cây rất là đẹp. Sóc Cò sẽ gửi cho mọi người những cây có ngồng hết và bảo hành chuẩn mặt bông nhé. Em này là dòng hoa thơm, rất là đáng sưu tầm. Màu thứ tư đó chính là cây vũ nữ sô-cô-la hay tên gọi là vũ nữ Saribabi. Em này có mặt bông đó chính là màu sô-cô-la, hương vị cũng mùi giống sô-cô-la. Và nhiều người gọi em này cái tên là sô-cô-la luôn, chứ thực tế là tên của em ấy là tên quốc tế là Saribabi. Sóc Cò sẽ viết chữ Babi. Tên là Babi nhưng mà giả hành rất là to, to nhất trong lô ngày hôm nay. Ngọc dài, hoa thơm, rất đáng sưu tầm. Và cây cuối cùng của ngày hôm nay đó chính là cây vũ nữ hồng mỹ nhân. Em này có một mặt bông đó chính là màu đỏ đô hay thường gọi là màu đỏ mặt chín ấy. Hoa thơm, ngọc dài, xiên bông. Hôm nay về tất cả là 5 cây 5 màu. Các bạn combo là 3 cây sẽ được miễn tiền ship nhé. Bây giờ Sóc Cò sẽ đi chi tiết từng màu sắc một. Cây kẹo ngọt đầu tiên á là em này có một mặt bông đó chính là màu đỏ chấm bi, hoa thơm, bông to, chơi giả hành cũng rất là đẹp. Dòng là dòng hoa thơm nhé. Các bạn mà trồng những em này thì là khoảng là một tháng nữa là sẽ trổ bông rồi. Và khi bông ấy ra thì chắc chắn là màu của em sẽ không có được đậm giống như là trên màn hình được. Các bạn phải trồng đời thứ hai thứ ba thì các em mới ra được màu đậm. Tất cả những cây mà chúng ta mua ngầu sẵn như thế này đấy về chỗ bông thì là chắc chắn là màu sẽ nhạt. Dòng nào cũng vậy, hồ điệp hay là đai trâu cũng vậy. Mọi người lưu ý giúp Sóc Cò nhé. Những cây vũ nữ thì Sóc Cò thấy là trồng những xứ lạnh như là ngoài Bắc hay là Đà Lạt, Lâm Đồng, Tây Nguyên ấy, trồng rất là ok. Trong Nam thì chúng ta trồng cũng ra bông bình thường, nhưng mà giả hành của em ấy không có được to giống như là các bạn ở khu vực ngoài Bắc hoặc là khu vực Tây Nguyên. Đây là cây cam lửa. Cây này cây duy nhất trong ngày hôm nay là em này không có hương thơm, nhưng mà bù lại em có một mặt bông rất là đẹp, màu cam lửa, giả hành to, cũng giá là 130.000 một chậu. Mèo cam hay thường gọi là cam lửa rất là đẹp. Sóc Cò sẽ viết tên lan ở dưới chậu cho mọi người để không có bị lộn. Đối với những cây lan dendro thì các bạn ghép thì rất là ok, nhưng mà đối với những cây lan vũ nữ như thế này thì các bạn không lên ghét. Bởi vì em này khả năng đẻ rất là khủng khiếp, rất là nhanh, giống như là bụi cỏ vậy. Cây này cây ngọc nữ hoa thơm, dòng là dòng mini, nhưng mà mỗi lần em ra rất là nhiều ngồng. Có thể là Sóc Cò gửi cho mọi người cây một ngồng hoặc hai ngồng, nhưng mà khi các bạn mà trồng những cây này đạt thì em ra được khoảng chục ngồng là chuyện rất là dễ dàng. Dòng là dòng hoa thơm, Sóc Cò bán rất là mạnh cái cây ngọc nữ này. Và thấy là cái cây ngọc nữ có thể nói là cây ngọc nữ và cây kẹo ngọt là hai cây mà phải là nhiều người yêu thích và sưu tầm nhất
bên shop của Sóc Cò. Còn đâu là cây này là cây sô-cô-la, hay thường gọi là vũ nữ Saribabi. Em này thì em ấy là dòng ngồng rất là dài. Nếu các bạn mà trồng đạt, ngồng có thể dài tới 1,5 m. Bình thường các em sẽ ra được khoảng 1 m đổ lại. Babi, giả hành to. Cây thì có ngồng, hoa thơm, dòng này hoa thơm nhé. Lô ngày hôm nay là có 5 cây thì có mỗi cây cam lửa là cây không có hương thơm, còn nó tất cả cây còn lại đều thơm hết. Còn nó về chơi bông có lâu tàn thì tất cả các em là đều chơi bông được khoảng là 50 đến 60 ngày đổ lại nhé. Giống nhau, chỉ khác nhau về mặt bông và hương thơm mà thôi. Cây này cây hồng mỹ nhân, giả hành của em tròn, màu mặt chín. Các bạn ngoài Bắc trồng những cây này đạt lắm, giả hành còn to hơn rất là nhiều. Sau đó sẽ viết chữ hồng mỹ nhân này. Đây là những cây lan vũ nữ là giống này, giống từ nhập từ Đài Loan và được trồng thuần tại Lâm Đồng. Giá thành của em sẽ cao hơn so với những cây lan vũ nữ mà các bạn mà mua hàng giống của Trung Quốc. Những cây giống của Trung Quốc thì chúng ta trồng thì nó khó sống lắm, tỷ lệ thối cao và bông của em không có được đạt giống như là những cây giống của hàng Đài Loan như thế này. Sóc Cò thường thường bán giống thì như là hồ điệp hoặc là vũ nữ, là những cây giống sẽ nhập từ Đài Loan, cây sẽ khỏe mạnh và giá thành sẽ cao hơn, nhưng bù lại thì cây sẽ khỏe mạnh và bông của em ra đạt hơn rất là nhiều. Chúng ta liền biết một chút xíu, không đi chúng ta nhìn như thế này thì không biết đâu là giống Đài Loan hay là hàng Trung Quốc đâu, không biết đâu. Nhưng mà cây Trung Quốc giá thành chắc chắn nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Mọi người lưu ý giúp Sóc Cò. Hôm nay là Sóc Cò chia sẻ 5 cây 5 màu. Các bạn mà chưa có mặt bông nào trong lô ngày hôm nay có thể sưu tầm về trồng chơi. Phụ nữ thì chỉ khác nhau về mỗi về mặt bông và màu sắc mà thôi. Có đâu đặc điểm chung của dòng phụ nữ là dễ trồng, siêng bông, ra bông quanh năm suốt tháng, mắn đẻ, dễ trồng và có hương thơm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Sóc Cò TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.